nguyện cho bà tôi. Rồi chị nào thấy em không á chị ơi, thấy em chấm bài lên cho em vừa nha các chị nhá. Mời em xin cho hello Phương Vân. Rồi thì à, thầy em tương tác bài cho em với các chị ơi.
Rồi chị nào thì em tương tác bài lên cho em nhớ các chị ơi, để mấy chị đang xem like nè. Để em đỡ chị đang xem like nhá, thầy em chấm bài tương tác lên cho em với nha các chị. Rồi em lấy chị một con tím này, em chào chị Ngọc Lê Na này. Rồi lấy chị một mã tím nhá, tím này nó vải lụa cho em chị này. Tím này nó hàng lụa. Rồi con này chị em chị nào eo 74, 75 chị nào size M lớn và size L nhỏ cho em. Rồi chị nào eo 74, 75 cho em size M lớn này, chị nào lấy lụa chốt lụa cho em nhá. Lấy lụa chốt lụa. Rồi lụa cho em eo 74, 75 chị nào size M lớn cho em lấy lụa chốt lụa cho em này, lụa cho em 40 nhá. Mã lụa cho em 40k eo 74, 75 năm vừa, chị nào size M lớn 55. 54, 55 kỳ quay đầu trong con này. 54 đến 55 kg mang vừa nhá, lấy lụa chốt lụa cho em, lụa cho em 40 này. Lụa cho em 40k chị nào 55 kg mang vừa cho em một con lụa tím. Chị nào size M lớn cho em eo 74 75 quay đầu. Thì em tương tác bài chấm bài lên cho em nhá chị nhá, để mấy chị ăn xem like anh chị ơi. Tương tác bài chấm bài lên cho em với nào. Rồi con này chị nào size to eo 80 cho em size XL này. XL eo 80 cho em con này. Ủa cái này nó bị hả? Rồi lấy chị một con này cho em eo 78 với 80 cho em size XL. 55 đến 60 kg quay đầu nhá, chị nào size to cho em con này. Chị nào là mã 18, lấy 18 chốt 18, mã 18 cho em 15 ngàn này. Mã 18 cho em 15k nhá, lấy 18 chốt 18, 18 cho em 15 nghìn, chị nào eo tới 80 cho em XL mang vụ. Rồi chị nào lấy 18 chốt 18 cho em, mã 18 cho em 15 ngàn này. Mã 18 cho em nhá, 15k mã 18, thầy em chấm bài lên cho em nhá chị ơi, để mấy chị xem like chị này. Thầy em tương tác bài chấm bài lên cho em với nha chị. Rồi chị nào lấy 18 chốt 18, mã 18 cho em 15 nghìn. À, chị trắng dài size bao nhiêu, trắng dài size bao nhiêu á chị ơi, con này hả, con này phải không chị ơi, lên nhung đi hả. Rồi ok chị, hôm nay em có hàng nhung mới nhá, hàng mới nhá chị ơi, màu đỏ eo 90 nhá, màu đỏ eo 90. Rồi để em xem còn không nào. Rồi con này chị nào size to cho em, lụa hai lớp dáng dài. Chị nào eo 88 đến 90 mang vừa, con này chị nào size to rồi size bách cho em nhé. Con này eo 88 đến 90 quay đầu, chị nào size lớn chuộng hay lốt dáng dài cho em. Có cách tân eo 78-80 không? Cách tân eo 78-80 á, để em xem còn cái nào nhé chị nhé. Hình như là cách tân em hết rồi. Em chào chị Vân Hoàng. Em chào chị Trần Văn Hộ. Rồi thầy em tương tác bài cho em chị này. Rồi đấy chị ơi, một con lụa hay lốt dáng dài cho em. Con này chị nào size to, size bách là eo của nó là eo 90 quay đầu cho em. Eo 90 nhá, chị nào size lớn cho em, chú chị lụa hai lớp dáng dài, chị nào lấy siêu phẩm chốt siêu phẩm cho em này. Lấy siêu phẩm chốt siêu phẩm cho em, chị nào eo 90 cho em size XL. Siêu phẩm cho em nhá, 200k là siêu phẩm này. Siêu phẩm 200, chị nào eo tới 90 lận, con này size hơi to. Size của nó là size 7 cho em. Hơi to một xíu nhá. Chị nào eo tới 90 mang vừa. Lấy siêu phẩm chốt siêu phẩm cho em. Eo 90 chắc không được rồi chị ơi. Em cần cái nào đó. Eo 90 á, eo 90 không có màu đỏ rồi chị ơi, màu khác được không? Màu khác được không chị? Này là hàng mới chị nhá. Có nhung trơn này các chị này. Chị nào ưng nhung trơn không? Em có con nhung trơn. Phải bẫy vừa. Chị ơi, nếu mà size to mà ấy thì lại không có cái size của chị rồi. Đây chị ơi, con này cho em size lớn, con này chị nào size X. 2X nhưng mà các chị 3X mặc vừa nhá, nó có độ co giãn cho em này. 2X, 3X các chị mặc vừa, tại vì nó có độ co giãn cho em. Rồi chị nào thích nhung trơn thì lấy con này cho em. Màu vì xinh, hàng này hàng mới chị nhá, không phải hàng si đâu. Này là hàng mới cho em. Rồi con này chị nào 2X. Eo 85 đến 90 mặc vừa, tại vì nó có độ co giãn cho em. Eo 85 90 quay đầu cho em con này nhá. Con em có hai chiếc thôi chị này. Hai con và một con là 2X và một con là size XX. Một con là XL và một con là size 2X cho em nhé. Rồi chị nào lấy mã 327, 327 cầm size cho em. 327 size lớn hoặc size nhỏ nhé. Lấy 327 chắc 327 này.
327 cho em một con size lớn và một con size nhỏ, một con là size XL và một con là 2XL. Rồi chị nào lấy 327 cho em nhé, 200 ngàn mã 327 này. Lấy 327 chắc 327 cho em, 327 cho em 200k, chị nào mà eo tới nhá, 90 mang vừa. Rồi con này chị nào XL nhá. Con này chị nào L80, XL L80 nhưng mà nó có độ co giãn cho em. Con này có độ co giãn này, co giãn này L85 luôn. Hàng nhung mới chị nhá, không phải hàng si đâu. Con này là hàng mới chứ không phải là hàng si cho em. Trời ơi màu cưng chưa chị này. L85 90 mang vừa, có độ co giãn cho em. Trời ơi chị này, màu cực kỳ xung luôn. Rồi chị nào lấy mã 75 nhá, lấy 75 chắc 75. Lấy 75 chắc 75 cho em, 75 cho em 250 chị nhá. Mã 75 cho em 250k, chị nào mà eo tới ấy. Eo tới 85 90 mang vừa, nó có độ co giãn cho em. Rồi chị nào lấy 75 chắc 75 nhá, mã 75 cho em 250k này. Eo 85 mang vừa. Này hàng co giãn chị nhá. Lấy 75 chắc 75 cho em này. Màu cực kỳ xinh luôn, lấy 75 chắc 75. Chị ơi, hàng cách tân có size to, em có con này size nhỏ hàng ngắn thôi. Chị nào mà eo 72, eo 74, 75 thôi chị này. Size to không có đâu chị ơi. Rồi đây lên nhé, chị một con cách tân cho em, một con cách tân màu trắng á. Rồi cách tân này cho em chị nào size mờ. Cách tân đây chị nào size mờ mang vô eo 72, 74. Eo 72, 74 cho em chị nào size mờ lớn này. 52, 53 kỳ quay đầu cho em con này nhá. 52, 53 kỳ mang vô. Eo 72, 74 mang vô, chị nào lấy mã 15. Lấy 15 chất 15 nhá, mã 15 cho em này. 50k mã 15. Chị nào L72 74 cho em, chị nào size mờ lớn. Lấy 75 chất 75, mã 75 cho em. Đây chị ơi cách tân đây. Con là cách tân hàng suông, size mờ size L thôi. Mờ L quay đầu thôi các chị nhá. Con này chị nào size mờ size L thôi này, chị nào size nhỏ nhỏ cho em thôi. Con này chị nào size nhỏ, mờ L mặc được. Rồi chị nào mã 38. Lấy 38 chất 38, 38 cho em 50 này. Mã 38 cho em 50k nhé, chị nào 55kg đổ mang vừa thôi, chị nào size L thôi chị này. Rồi lấy 38 chất 38, mã 38 cho em này. Rồi lấy 38 chất 38, 38 cho em là 50, chị nào mà eo tới á 76 cho em size L nhé, con đó có chị M L mặc được. Size M, size L quay đầu. Rồi em lấy chị một con lụa xanh này. Chị nào lấy lụa chốt lụa cho em nhé. 38 nhé chị Phượng Kim. Chị Phượng Kim ơi lấy lên số cho em nhé. Rồi con này size L76. Size L76 mang vừa. Một con lụa xanh cho em. Chị nào lấy xanh chất xanh nhé. Mã xanh cho em 50. Xanh cho em 50k. Chị nào L76 cho em size L. L76 chị nào size L mang vừa. Lấy xanh chất xanh. Xanh 50. Xanh cho em nó là hàng lụa. Xanh đó nó là hàng lụa cho em nhé. Rồi mã xanh cho em 50. Xanh 50k. Chị nào L76 cho em size L. Rồi lấy xanh chất xanh, xanh 50. Rồi lấy chị này, chị nào mà L82. L84 đến 86. Con này L84 đến 86 quay đầu nhá. L84 đến 86 mang vừa. Rồi chị nào lấy mã 86 đi. Mã 86, L86 cho em nhá. 40k này. Hỏa tiết hoàn 3D cho em chị này. Rồi mã 86, L86 cho em 30 ngàn. Lấy 86 chất 86 nhá. Mã 86, L86 mang vừa. Con này chị nào size to. Còn không có chị lấy thành hàng xuông cũng được. 50kg các chị mặc thành hàng xuông nhá. Còn các chị nào mà 60kg thì nhờ, thì sẽ thành form ôm cho em. Rồi lấy 86 chất 86 nhá. Mã 86 L86 mang vừa cho em 30 ngàn thôi. Rồi đây chị ơi con này là đầm nhung cho em này. Lấy chị một con đầm nhung. Con này SML mang vừa nhá. Con này là SML mang được cho em. Một con đầm nhung dây này chị này. SML bao nhiêu chị... Ngực bao nhiêu? 98. 86 cho chị Nguyễn Thị Sáng. Chị Thủy Sáng qua có đơn nằm đâu nữa? 30. Ngực 98 có không hả? Ngực 98 có không á? Có nhá chị ơi, có. Để cho em lên cho. Rồi con này SML mang vừa, 55kg quay đầu cho em con này. SML nhá, 55kg mang vừa cho em. Rồi con này chị lấy mã 24 trên 60k. Mã 24 này, lấy 24 chắc 24. 24 trên 60. Con này chị nào mà sai á? Chị ơi, chị hỏi hàng ngắn hay hàng dài á? Chị Trung Phạm ơi. Chị Trung Phạm ơi, chị lấy hàng ngắn hay hàng dài? Rồi chị nào lấy 24 chắc 24. Mã 24 cho em 55kg qua đầu. Chị nào size L mang vừa nhá. Size L mang vừa, lấy 24 chắc 24. Mã 24 cho em 60.
24/60k chị nào mặc size L, eo 7. Dài hả? Dài eo ngực 98 để em đo lại cái con siêu phẩm cho con nó là size gì nào. Rồi đây chị nào sẽ S M eo 72 74 này. S M eo 72 74 nhá, lấy lụa chốt lụa cho em. Mã lụa cho em 40.000. Lụa cho em 40, chị nào eo 72 74 cho em size M lớn. Size M lớn eo 74 quay đầu nhá, lấy dài chốt dài. Cho chị xem áo 24. Mà 24 đây. Cho chị An Mi, chị An Mi ơi lấy lên số cho em nhé chị An Mi. Chị ơi cho chị xem áo dài, bên em không bán áo dài chị ơi. Bên em không bán áo dài, ủa cái trang chị đang coi đây cũng bán áo dài mà. Chị thoát ra vô lại thử. Chứ bên em đâu bán áo dài đâu, bên em chỉ bán sườn xám đồng nhung được thôi. Chị ơi ngực 98 hả? Con này ngực 101, 102 được không chị ơi? Con này ngực 102 này, mặc rộng rộng một tí cho nó thoải mái chị. Rồi con này cho em chị nào lấy siêu phẩm trước, siêu phẩm nhé, siêu phẩm trên 200k này. Lụa hai lớp dáng dài cho em nhé, nhận hàng không mới không đẹp em không lấy tiền luôn. Rồi chị nào lấy siêu phẩm chất siêu phẩm cho em 200. Chị nào mà eo tới 90, ngực là 102 cho em nhá. Ngực 102 cho em, ngực là ngực. Ngực 102, eo là eo 90 mang vừa. Con đó chị nào size to. Con đó 60. Rồi mã lụa cho em, lụa cho em 40. Chị nào eo 72 74 cho em size M nhá. Lụa eo 72 74 cho em, chị nào size M mang vừa. Lấy lụa chốt lụa cho em, lụa cho em 40. Lụa cho em 40k eo 72 74. Rồi lấy chị con này hàng lụa nữa này. Con này cũng là vải lụa luôn, eo 74 luôn chị nào, size M luôn nhá. Chị nào cũng size M luôn, eo 74 quay đầu. Chị nào lấy 19 chất 19, mã 19 cho em 50k mã 19 này. Mã 19 cho em 50, chị nào eo 72 74 sẽ size M quay đầu. 52 53 kiểu mang vừa cho em nhá. Con này chị nào 52 53 kiểu mang vừa, lấy 19 chất 19. Rồi mã 19 cho em. 50k mã 19 này, chị nào eo 72 74 cho em sẽ size M quay đầu này. SM mang vừa chị An Mi ơi, lấy con đó thì lên số cho em nhé chị nhá. Rồi em lấy chị con đầm này, chị nào size lớn này. Con đầm này chị nào size to cho em, 60-62kg quay đầu. 60-62kg cho em nhá, lấy đầm chất đầm. Mã đầm cho em 50k mã đầm này, đầm 50 chị nào mà eo tới á. À chị nào 60-62kg cho em, con này chị nào cũng size to. 60-62kg quay đầu. Lấy đầm chất đầm nhá, mã đầm cho em 50. Đầm cho em 50k chị nào mà size to cho em. Trời ơi, cái hàng nhung mà các chị size to vậy thì size to vậy không có quá nhiều chị ơi. Em chào chị Thuận. Trời ơi, con siêu phẩm xinh vậy mà chị không ưng à. Ngực 98. Đây chị ơi, con này ngực 98 cho em đây. Con này chị nào size lớn đấy, ngực 98 nhá. Con này nó là size X. Vậy chị ngực 98 lấy size X cho em. Con này là hàng mới nhá, không phải hàng Z đâu chị này. Rồi con này chị nào size to đây, ngực 98 cho em, eo 85. Co giãn đến eo 90 mặc độ, tại vì nó size X rồi. Con này hàng co giãn cho em chị này. Con này là đầm nhung nhá. Con này là vải nhung cho em. Trời ơi, sang chưa. Rồi chị nào eo 85-90 cũng vừa, tại vì nó có độ co giãn cho em. Eo 85-90 cũng mang vừa nhá. À, chị nào mà eo 85 quay đầu và nó có độ co giãn thì eo 90 mặc vừa. Rồi chị nào lấy mã 53, lấy 53 chất 53 nhá. Mã 53 cho em này. Lấy 53 chất 53, mã 53 cho em 250. Mã 53 cho em nhá, 250k cho em. Chị nào mà eo tới á, eo tới 85 co giãn thì 90 cho em này. Lấy 53 chất 53. Rồi lấy 53 chất 53 cho em. Mã 53 cho em 200. 250k mã 53 nhé. Lấy 53 chất 53 này. Lấy 53 chất 53 cho em. Đây đầm nhung đây chị ơi. Nhưng mà con này là đầm dây, các chị có ưng đầm dây không? Đầm dây cho em. Con này các chị size XL mang vừa này. Lấy XL mang vừa nhé, co giãn cho em. Các chị size L thì là nó thành hàng suông của cái này tự nhiên nó vàng luôn rồi. Rồi còn các chị mà XL thì nó sẽ thành form ôm cho em nhé. Rồi nó sẽ thành form ôm, chị lấy mã 246. Mấy 246 chứ 246, 246 cho em 60.000 thôi. 246 cho em 60 nhá, lấy 246 chứ 246 này. 246 cho em 60.000. Rồi cái đó không phải chị nào lấy rồi. Lấy số đâu, anh đi rồi. Lấy 246 chứ 246, 246 cho em 60k. Chị nào mà eo 80, 82 mang vừa, nó có độ co giãn cho em, LXL các chị mặc được con đó cho em nhá. Cái nào kêu rồi? LXL mang được.
LXL quay đầu chị nói là 246 chốt 246 mã 246 cho em 50 này. À đâu 246 cho em 60 chứ. Làm nhung dây cho em. Rồi em lấy chị một mã áo này. Áo này cho em chị nào size M lớn nhá. Size M lớn và size L nhỏ. Size M lớn và size L nhỏ cho em 52 53 kg mang vừa, chị nào lấy áo chất áo. Lấy áo chất áo cho em áo chị nào 52 53 kg mang vừa. Áo cho em 40 ngàn nhá. Áo cho em 40 chị nào 52 53 kg chị này. Lấy áo chất áo cho em, áo cho em 40 ngàn. Áo cho em 40k chị nào mà eo 8, eo 70 nha. 74 75 chị nào size M lớn và size L nhỏ cho em. Rồi chị nào lấy áo chất áo, áo cho em 40 ngàn thôi chị này. Lấy áo chất áo cho em nhá. Em lấy chị một con trắng trơn. Chị nào thích một màu thì lấy con này cho em. Chị nào thích một màu thì lấy con này cho em nhá. Lấy trắng chốt trắng. Trắng cho em chị nào size nhỏ thôi. Rồi lấy trắng chốt trắng cho em, trắng chị nào mà eo 70 72 size M. Eo 70 72 mang vừa sẽ SM quay đầu nhá. Mã trắng cho em 30. Trắng cho em 30 chị nào sẽ SM mang vừa. Eo 70 72 mang vừa, lấy trắng chốt trắng, mã trắng cho em 30 ngàn. Trắng 30k có đầm dáng dài eo. Eo 82 84 chị ơi có sườn xám, a à, đầm nhung chị ơi. Chị ưng đầm nhung không? Sườn xám nhung. Sườn xám nhung là vừa chị ơi, nếu mà chị thích hàng co giãn eo 82 84 thì cũng có. Rồi con này chị nào size nhỏ cho em size S nhá. Con này ôm body cho em này. Size S ôm body mang vừa. À, chị nào ôm body cho em, chị nào 50 52 kg mang vừa. 50 52 kg nhá. Con này có độ co giãn cho em. Chị nào lấy mã 261. Lấy 261 chốt 261, 261 cho em 40k này. 40k mà 261 nhá. Chị nào mà eo 70 72 nó có độ co giãn cho em. À, cái gì là size S M quay đầu. SM mang vừa. Eo 82 hả chị? Eo 82, eo 82 đến 84. Con này là size 2X nhé chị này. Con này size 2X là đã là size to nhá. Và nó có độ co giãn nữa. 65kg hả? 65kg chị mặc 3X cho em nhá. 65kg đây chị ơi, con này chị nào size 2X. Eo 85 90, con này chị nào size to đây. Eo 85 đến 90 mang vừa, con này chị nào cũng size lớn cho em này. 65kg chị mặc hàng ngày đi chị ơi. Rồi lấy mã 237. Lấy 237 chất 237 nhá. 237 cho em này. 240k mà 237, 237 240. Chị nào mà eo từ 90 mang vừa. Eo 90 mang vừa nhá. Lấy 237 chất 237. 237 em có size L nữa các chị. 237 em có size nhá, size L. Rồi đây chị ơi, eo 80 này. Con này eo 80 cho em có độ co giãn. Con này chị nào size XL cho em. XL eo 80 nhá. Rồi con này chị nào eo 80 mang vừa, co giãn đến eo 84 85. Co giãn đến eo 84 85 mang vừa nhá. Trời ơi cưng lắm chị, các này mấy cái màu này xinh lắm đó chị này. Xăm Tết dần là vừa thôi chị ơi. Rồi con này chị lấy mã 32, lấy 32 chất 32. Mã 32 chị nào eo 80, co giãn đến eo 85 mang vừa, lấy 32 chất 32 nhá. Lấy 32 chất 32, mã 32 cho em 250 này. Mã 32 250 đây chị ơi, chị nào thích màu đen không? Không cổ à em. Không cổ hả? Nếu mà hàng nhung mà không có cổ á, hàng nhung không có cổ thì nó đâu có đẹp đâu chị. Cái nào cũng có cổ mới đẹp chứ. Nó mặc mới đúng cổ á chị ơi. Rồi đây con này chị nào size to đây, màu đen cho em. Con này chị nào eo 85 nhá, co giãn đến 90 mang vừa. Eo 85 co giãn đến eo 90, mà, à, co giãn đến eo 90 luôn chị này. Con này size 3X cho em. 2X 3X mang vừa. Rồi lấy đen chốt đen cho em. Lấy đen chốt đen nhá. Mạ đen cho em 200 này. Đen cho em 200k mạ đen. Đen 200 thôi các chị. Có một chiếc hộp thôi chị ơi, không có nhiều đâu. Rồi con này size XL. Eo 80 co giãn đến eo 85 luôn. Lấy mã 75. Lấy 75 chốt 75 nhá. Mã 75 cho em 250 chị. Mã 75 cho em 250 nghìn. Chị nào mà eo tới eo tới 85 co giãn đến eo 90 mang vừa. Hàng đó hàng co giãn cho em nhá. 60 đến 65kg mang vừa cho em một đó. Rồi con này chị nào sẽ SM eo 72 74 này. SM eo 72 74 mang vừa, lên chị một mã lụa nhá. Con này là hàng lụa cho em. Rồi chị là mã 318. Lấy 318 chất 318. 318 cho em chị nào sẽ SM eo 72 74 quay đầu. Chị Nguyễn Nga cho chị đầm đen. Được chị ơi. Được, em mặc cho chị coi này. Em mặc cho chị coi, em có hai con màu. Em có hai con màu xanh. Màu xanh này cũng vậy chị này. Màu xanh này cũng vậy nhá. Và này nó màu tím mận cho em.
Nó cũng vậy luôn, 200.000 một chiếc thôi nhé chị nhá. Màu xanh, màu tím và màu đen cho em 200k một chiếc. Đây chị ơi, hàng này hàng co giãn cho em. Nó có độ co giãn nhá, 60-65 kg vừa. Các chị ưng màu nào lên màu đó cho em. Đây chị ưng màu đen thì lấy màu đen. Màu tím hoặc màu xanh cho em. Màu tím và màu xanh, màu tím là có 2X. Màu tím là có XL và 2X cho em nhá. Màu xanh là có XL. Màu xanh cũng vậy, màu xanh cũng có XL và size hết cho em. Rồi con đen này size to này. Vừa chị ơi, chị Nguyễn Nga, lấy con này luôn đi chị. Đẹp nhá. Rồi lấy đen chất đen và lấy xanh, tím chất tím đen. Em có 5 chiếc nó. Cái nó giống nhau nhưng nó khác một cái màu thôi. Nó giống nhau, nó khác một cái màu thôi các chị. Rồi lấy chị con công này size nhỏ nhỏ này. Cái này chị lấy cho bé thôi. Rồi bé là 8-9 tuổi nhá. Bé là 8-9 tuổi mang vừa cho em này, 30-35 kg cho em. Bé là 8-9 tuổi, 30-35 kg mang vừa. Có con đỏ không nhỉ? Màu đỏ á chị? Màu đỏ á? Màu đỏ chị mặc size gì chị ơi? Em có 2 con màu đỏ đấy. 2 con màu đỏ. Trời ơi, xinh lắm đó. Này size L. À, sao mà các chị có cho các chị coi cái con này cho em này. Rồi con này cho em, chị nào lấy công chất công nhá. Công cho em 30. Công trên 30k mà công này, công 30, chị nào mà eo ai bé nào mà tầm 8-9 tuổi nhá. Bé nào 8-9 tuổi mang vừa. Tầm 30-35 kg thôi. Đây chị nào size L con này cho em này. Chị Nguyễn Nga ơi, lấy con đen hả? Này hàng mới nhá chị ơi, không phải hàng C đâu nhá. Này là hàng mới này. Rồi đây chị ơi, size L cho em eo 76 đến 80 mang vừa. Tại vì cái hàng nhung này nó là hàng co giãn, nên là các chị sẽ ăn gian được 1 đến 2 size cho em nhé. Ăn gian 1 đến 2 size cho em, hàng này hàng co giãn cho em chị ơi. Rồi con này cho em, chị nào lấy mã 270. 270 cho em 250 này. 250 cho em 2 mã 270 nhé. Chị nào mà size L eo 76 co giãn đến eo 80 quay đầu. Co giãn đến eo 80 cho em. Lấy 270 chất 270. 270 cho em 250k và 270 nhé. Con này có độ co giãn đến eo 80 lận. Nhung của nó mịn lắm luôn chị này. Nhung cực kỳ mịn luôn. Rồi con này là size XL eo 80. Con này XL eo 80 nhá. Nó có độ co giãn cho em. Co giãn đến eo 84-85 luôn chị này. Đây chị nào thích size to thì đây. Con này co giãn đến eo 84-85 quay đầu cho con này nhá. Toàn màu xinh thôi chị ơi. Rồi chị nào co giãn eo 84-85 mang vừa, chị lấy mã 32. Lấy 32 chất 32 nhá. Lấy 32 chất 32 cho em. Mã 32 cho em này. 250k mã 32. Của cô bao nhiêu tiền? Cái đó là có 200.000 thôi cô. Cái màu đen đó. Cái màu đen là có 200.000 thôi nhá. Rồi chị nào lấy 32 chất 32. 32 cho em này. 250 nhá. Mã 32 cho em 250.000. Chị nào mà eo 80 đến eo 85 mang vừa, có độ co giãn cho em. Rồi em lấy thêm con sọc hàng lỡ này. Một con sọc dáng lỡ nhá. Này dài rồi chị ơi, không phải dáng lỡ nữa. Lấy thêm con sọc dài. Chị nào lấy sọc chốt sọc cho em. Lấy sọc chốt sọc nhá, sọc cho em. Rồi con này chị nào eo 78, eo 76 cho em size L. Con này eo 76 nhá, chị nào size L mang vừa. Con này có hàn nút bên hông cho em này. Rồi chị nào lấy sọc chất sọc. Có con nào gấm. Có con nào gấm eo 80. Gấm hả chị ơi? Gấm không có size to rồi. Gấm giờ chỉ có size nhỏ thôi chị ơi. Không có gấm size lớn. Rồi con này chị nào lấy sọc chất sọc cho em. Sọc cho em 60 thôi. Sọc cho em 60k thôi nhé. Chị nào eo 76 cho em size L. Con này có hàn nút bên hông này chị này. Rồi lấy sọc chất sọc. Sọc cho em 60.000. Mã sọc cho em 60k. Chị nào mà eo có. Chị nào mà eo tới 76 cho em size L. Eo 76 size L nhá. Giờ chỉ có hàng nhung thôi chị ơi. Chứ còn mà cái gì nhỉ? Gấm size M hả? Có chị Mai Trần. Rồi ok cô Nga này. Trời ơi cái này cộng 30.000 tiền ship nữa nhá. Cộng 30.000 tiền ship nhá ơi. Đây gấm size M đây. Hàng gấm size M đấy chị ơi. Gấm size M này chị lấy mã 64 nhá. Lấy 64 chất 64 này.
64 cho em, chị là size M đây, E72. Đây là E72 74 mang vừa, chị là size M lớn nhá. Lấy 64 xuất 64, 64 cho em 100. 64 cho em 100 ngàn đây. Chị ơi, hàng gấm size là size M. Gấm size M còn có chiếc đó thôi các chị này. Gấm size M là còn có chiếc thôi, hết rồi. Em còn con nữa nhưng mà size nhỏ lắm, size S. Em còn con nữa nhưng mà nó lại là size S thôi. Đây hàng ngắn đấy chị này. Hàng ngắn cho em. Trời ơi các chị này. Rồi con này cũng size SM luôn này. Con này cũng size SM nhá. Con này chị nào lấy công chứ, công. Công cho em, chị nào size nhỏ nhỏ cho em. À, cho xem cái nào đẹp. Hoa thôi không đỏ. Vậy thì chị phải lấy hàng lụa cho em chị ơi. Không, con này sẽ thôi các chị, con này E6870 thôi nhá. Con này chị nào sẽ thôi. E6870 quay đầu lấy công chất công này. Mã công trên 30 ngàn. Công 30k nhá, chị nào sẽ mang vừa. E6870 mang vừa, lấy công chất công. Công trên 30. Công trên 30k, E6870 mang vừa. Lấy E93 đi hả? E93 nhận cao này size to nha chị này. Hai hàng co giãn cho em, chị thích sần sẩm nhung không? Đầm nhung dáng dài cho em. Đây chị ơi, co giãn thoải mái luôn. Không thì nếu mà sẽ ưng hàng ngắn thì em lên hàng ngắn cho. Còn con này là dáng dài. Rồi con này là E86 nhá. Co giãn đến E95 luôn. Con này E86 co đến 8, E95 mang vừa chỉ lấy mã 52, à 53 chứ. Lấy 53 chắc 53. Mã 53 cho em nhá, mã 53 chỉ là mà co giãn đến eo tới 95 mang vừa. Lấy 53 chắc 53, nó là hàng mới không phải hàng xì. Rồi chị nào lấy 53 chất 53, mã 53 cho em là 250 ngàn mã 53 nhé. 53 250 chị làm eo tới. Bình thường nó là eo 85, 85 đến 86. Co giãn cho em đến eo tới 95 quay đầu nhá. Co giãn eo 95 mang vừa chị ơi, chị ưng cái có cái size của chị thì nó không, thì nó lại không có cái màu như chị mong ý. Mong muốn chị may trần thôi. Rồi chị ơi, đây lụa cho em này. Một con lụa đen size to nhá. Một con lụa đen chị nào size to. Con này nó hàng su su nhẹ một tí. Con xanh eo. Con xanh eo 85 vừa. Rồi chút. Cho chị. Con xanh hả? Chị Yến lên lấy con đó lên số cho em nhé chị ơi. Lấy con đó lên số cho em. Rồi con này chị nào E100 cho em size to này. Con này E100 nhá. Nó là hàng phong suông. E100 cho em chị nào, hàng phong suông cho em chị này. Có con xanh nào chị ơi, xanh nhiều lắm. Chị mặc size gì á chị Yến Lê ơi? Chị Yến Lê ơi, chị mặc size gì á? Cái con mà em vừa dơ đấy hả? Con này em vừa dơ E86, con giỏ này E95 đây hả chị? Mã 53 đúng không? Hoa bắp chân là được, cho chị xem hoa vàng ở cuối sao. Phải con mã 53 đấy anh chị, nếu mà con 53 này thì comment lại giùm em nhé, chị Yến Lê. Nếu mà phải thì comment lại giùm em với. Rồi con này chị nào mà eo tới 100 cho em, cô bắp chân là được, cho chị xem hoa vàng ở cuối sào. Hoa vàng á chị ơi, con hoa vàng này á. Hoa vàng này hàng dài lắm chị. 2XL rồi ok chị, vậy là con này chị vừa này. Con này 2XL đây, con này 2XL đây chị. Rồi ok nhé chị Yến Lê, lên số cho em. Chị Yến Lê ơi, lấy con này lên sổ cho em. Hàng mới chị nhá, không phải hàng si nhá. Hàng mới sẽ nó sẽ mắc hơn hàng si một chút xíu. Rồi con này chị nào mà eo tới 100 cho em size to rồi, hàng xương. Rồi chị nhận 3 cái áo rồi, 2 cái lượn, 1 cái khớp quá. Á? Chị Yến Lê, cái cũ mà. Á? Yến Lê. Chị Yến Lê á, làm sao? Vừa rồi chị nhận 3 cái áo rồi, 2 cái lượn, 1 cái quá rộng. Vậy hả? Một hai cái vừa một cái rộng hả? Rộng về thạp và rộng một xíu bóp lại cho em còn hơn là bị chật. Rồi con này chị nào size to 65-70kg mang vừa. Còn không thì các chị mặc thành hàng suông cho em. Cái đó 250. Rồi lấy mã đen cho em nhé. Chị không thích con đó. Ủa vậy con nào? Hay là con này? Con này hả chị? Màu xanh này hả? Mà 237 phải không chị? 237 phải không? Con 237 này phải không chị ơi?
thích cá song con. Chị thích cái con cong dài á, con cong dài chị không vừa. Đen, đen, đen đó. Đen là chị Phạm Điện Thuận. Cái đó chị không vừa đâu. Em 100. Hết rồi chị ơi, chị kia lấy rồi. Con đen hết rồi, chị kia chị lấy mất rồi. Con đó nó 60. Thôi đây chị ơi, con này chị em. Em 90 trên 90 đây các chị này. Sai ta đây. Vậy thì con kia chị không vừa, cái con kia chị không vừa đâu. Con xanh lá ngắn á. Ủa nãy em đã lên con xanh lá nào ngắn đâu ta? Con xanh lá ngắn nào trời? Toàn là hàng dài mà. Toàn hàng dài mà đâu có con nào hàng ngắn đâu trời. Trên kìa. Siêu phẩm dáng dạ eo 82. Các chị ơi có ưng đầm nhung không? Đây chị ơi con này eo 80 này. Con là XL đây. Con là XL nhá. Con là này eo 84-85 luôn chị này. Con này là 7 nhung trên hàng mới. Rồi mã 75. Chị nào lấy 75 chất 75 nhá. Mã 75 cho em 250 này. Mã 75 cho em 250k. Chị nào XL eo 80 đây. Con giảm eo 85 luôn. Con trắng sale size to lắm chị ơi. Con trắng này size to lắm. Con này chị là eo tới 90 lận. Con này size to lắm chị ơi, chị không vừa đâu. Con này thì lại nhỏ. Yeah. Ừ. Cũng cùng đấy. Bớt dài, biết đưa đến khởi lấy không? Chọn chưa? Rồi con này SML chị nhá, con này ôm body. Con này có độ co giãn cho em, SML coi. Chút trắng treo xe gì? Cái bị dính dơ nhá, về các chị giặt giùm em này. Nó bị dơ cho em SML mặc độ. Con này cho em chị nào lấy mã 240 nhá, mã 240 trên 70 ngàn này. Mã 240 trên 70k. Con này chị nào mà size S, size M, size L, con trắng thì không mua đâu. Nếu mà chị eo 80 đến 82 á, bây giờ chỉ có hàng nhung dáng dài thôi, còn mấy con kia là chị không vừa được. Mấy con kia con thì size to, con thì size nhỏ. Con thì to, con thì nhỏ chị nhá, không vừa được đâu. Em cũng hết size rồi. Nếu mà eo 82 thì hết size rồi chị ơi. Giờ chỉ có hàng nhung các chị may ra các chị vừa thôi. Rồi em có một con nhung Omodi này, hàng ngắn này. Chị Phượng Kim, mã 240, 70. Chị ơi con này bị dơ nhá, về giặt giùm em nhá. Con nó SML vừa, nó có độ co giãn cho em. Rồi con này chị nào sẽ SM thôi. Đầm nhung Omodi, màu vàng cho em cực kỳ xinh. Rồi con này chị nào sẽ SM thôi nhá, lấy vàng chất vàng này. Mã vàng cho em SM các chị mặc đủ. Lấy vàng chất vàng cho em nhá, vàng chị nào eo 70-72 sẽ SM quay đầu. Lấy vàng cho em 50k thôi. Mã vàng cho em 50, chị nào sẽ SM quay đầu. Nó là đầm nhung cho em. Rồi ok chị. Rồi lấy vàng chất vàng cho em, vàng 50, chị nào eo 72 cho em size M. SM quay đầu. Size SM nhá, rồi con này cũng co giãn luôn này. Nhưng mà con này size nhỏ hơn, con này chị nào sẽ SM thôi. Con này cũng all body. Size SM quay đầu nhá, con này còn nguyên tem cho em này. Hàng lộ TL cho em, con này cũng là form ôm. SM mặc đồ con này cho em chào chị Minh Đức. Rồi size SM còn nguyên tem nhá, lấy tem chất tem cho em, mã tem cho em 80 thôi. Tem cho em. Ở điền. Thôi lỡ nói rồi. Bán 80 ngàn luôn. Rồi mã tem cho em 80, chị nào sẽ SM quay đầu ôm body cho em nhá. Lấy tem chất tem cho em 80. Tem cho em 80k này, chị nào sẽ SM eo 74-75 quay đầu, nó có độ co giãn cho em.
Mà tem cho em tản đi nha. Rồi lấy chị caro. Caro này nó hàng suông nhá. Caro là các chị SML mặc được. SML quay đầu nó là phong suông cho em. Lấy caro, chất caro cho em này. Caro cho em 40. Caro cho em 40k. Chị nào sẽ SML, SL được vừa nhá. Nó là hàng suông suông cho em. Rồi lấy caro, chất caro cho em. Caro cho em 40.000. Caro cho em 40. Chị nào sẽ SML, SL được vừa. Nó có. À nhỉ, nó là hàng phong suông cho em nhá. Trời ơi các chị này. Lấy chị con đen này cho em này. Em lấy chỉ một mạ đen. Lấy đen chắc đen cho em 40 ngàn. Mạ đen cho em 40 nhá. Chị nào em 74 đến 75 size M lớn và size L nhỏ. Size M lớn và size L nhỏ cho em. Mạ đen cho em 40k. Đen 40 chị nào mà size M lớn size L nhỏ cho em nhá. Em 74 75 quay đầu. Lấy đen chắc đen cho em đen 40 thôi các chị này. Đen cho em 40 ngàn. Chị nào em 72 em 74 75 chắc size M lớn cho em nhá. Em lấy chỉ con đầm trắng này. Trời ơi, chị nào sẽ SM thôi. Xinh lắm luôn. Sẽ SM mặc đồ con này cho em nhá. Chị nào lấy mạng 39. Lấy 39, chất 39. Mạng 39 cho em sẽ SM quay đầu. Rồi mạng 39 cho em 40k mạng 39 này. Mạng 39 cho em 40 nhá. Sẽ SM thôi chị ơi, size nhỏ nhỏ thôi. SM quay đầu lấy 39, chất 39. 39 cho em 40. Rồi con này cũng đã có độ co giãn cho em. Chị nào size M, size L quay đầu. Kể cả eo 80-82 luôn. Eo 80-82 cũng vừa nhá. Lấy xanh rất xanh, xanh cho em 40k. Mã xanh cho em 40. Chị nào mà eo tới 80-82 quay đầu. Hàng này hàng co giãn nhá. Con này có độ co giãn cho em. Chị nào lấy xanh rất xanh, xanh 40 ngàn này. Rồi mã xanh cho em 40. Các chị xanh LXL quay đầu. LXL vừa nhá. Lấy xanh rất xanh cho em 40 ngàn. Rồi đấy chị ơi, lấy chị con đầm của bé này. Bé này mà tầm 35kg. Bé nào 35kg rồi lại mang vừa nhá. Lấy bé chất bé cho em. Rồi mạ bé trên 35kg quay đầu. Rồi dễ thương lắm nhá chị này. Mạ bé trên 50, bé trên 50k nhá. Bé nào 35kg chị này. Bé nào nhỏ nhỏ thôi 30-35kg quay đầu cho em con đó. Bé nào nhỏ nhỏ 30-35kg rồi mang vừa cho em. Lấy chị một con họa tiết hoa sen. Chị nào lấy hoa sen chất hoa sen nhá. Hoa sen cho em size nhỏ và hoa sen cho em chị nào sẽ eo 68-70 quay đầu. Eo 68-70 mang vừa lấy hoa sen chất hoa sen cho em. Hoa sen cho em 20k này. Hoa sen cho em 20 nhá. Chị nào sẽ eo 68-70 thôi. Con này chị nào size nhỏ nhỏ thôi. Sẽ mang vừa eo 68-70 quay đầu. Lấy hoa sen chất hoa sen. Hoa sen cho em đây chị ơi, kim sa. Kim sa nó là đầm nhung nhá. Chị nào SML quay đầu. SML mang vừa lấy kim sa, chất kim sa này. Kim sa cho em 70. 55kg mang vừa cho em, SML mang được con này cho em. Rồi lấy kim sa, chất kim sa cho em, kim sa cho em 70k. SML mang vừa nhá, hàng này hàng co giãn, nó là đầm dây. Rồi lấy kim sa, chất kim sa 70. Kim sa nó là hàng nhung cho em. Rồi lấy kim sa, chất kim sa cho em, kim sa 70, SML mặc được. Hello, em chào chị Nguyễn Thám. Rồi con này cho em đây chị ơi, con này cũng SML luôn này. Con này cũng SML nhá, hàng này hàng co giãn luôn chị này. SML vừa, 55kg đội mang vừa cho con này. Bên dưới là xòe nhẹ một tí xíu cho em. Nó là phong đầm nhá. Có cách tâm nam. Cách tâm nam á chị ơi, hiếm lắm chị. Hiếm lắm, cái hàng nó hơi hiếm chị ơi. Thỉnh thoảng nó mới dính thôi chị. Còn nó không có đâu chị ơi. Rồi con này chỉ là 237. Lấy 237 chắc 237 cho em nhá. 237 cho em 80. 237 trên 80k, chị nào mà size S, size M, size L đều vừa nhá. Hàng này hàng co giãn, SML mang vừa. Các chị ơi, nếu mà cái này về các chị chỉnh bớt cái phần dây này đi này. Dây này dài quá thì về các chị làm nó ngắn lại. Cái con này là dây hơi dài. Dây hơi dài nhá, các chị về các chị sửa cái phần dây vào cho em. Con này là dây dài lắm luôn. Đây, về sửa cái phần dây cho em. Kéo bớt cái phần dây lại. Cái dây này hơi dài đúng chị này. SML quay đầu. Đây chị ơi. SML mặc được con này cho em nhé. Lấy kim sa, thức kim sa. Cái dây này nó hơi dài một xíu. Về các chị sửa thôi. Tại vì cái con này nó không 237. Chị eo 85 vừa không?
L85 không, không vừa chị ơi. L76 quay đầu thôi, size L thôi chị. Size L thôi chị ơi. L85 không thể vừa con đó được, chị nói size L thôi nhá. SML thôi chị ơi. Rồi đây chị này, con này chị em, đây chị nói thích đầm dây ở đây này. Con này hơi lạ đây chị ơi, nếu mà chị L85 thì lấy con này cho em. L85 thì lấy con này cho em con này. Đây size to đây, cũng đầm dây nhá. Con này nó hơi lạ một tí, lấy lạ chất lạ, lạ cho em 60k. Mã lạ cho em 60, chị nào sẽ XL đây, co giãn cho em, size to luôn này. L85-90 cũng vừa luôn nhá. Con này có độ co giãn cho em. Mã lạ cho em 60k, mã lạ này, lạ cho em 60. Lấy lạ chất lạ cho em, lạ cho em 60. À, chị là L85 đúng không? L85. Rồi con này là L80. Con này L80 nhá, co giãn là L85 luôn chị. Cái hàng nhung nó các chị cái hàng này các chị ăn gian được 1 đến 2 size cho em nhá, tại vì nó có độ co giãn cho em này. Con này là size XL. Con này là XL L80 và nó co giãn L85 mang của. Cái này hàng mới chị nhá. Hàng mới không phải hàng C cho em chị này. Rồi con này chị lấy mã hạ mã 32. Lấy 32 chất 32 nhá, mã 32 cho em. Trời ơi, vải của nó mịn. Ai chứ nhỉ? Vải của nó mịn lắm luôn này. Lấy 32 chất 32, mã 32 cho em chị nào, size XL co giãn đến L85 quay đầu. Rồi mã 32 cho em 240.000. Mã 32 240 nhá. Chị nào mà L80 cho em, co giãn đến L85 quay đầu cho em con này. Co giãn đến L85 mang vừa. Con này cũng vậy chị này. Con này cũng vậy luôn, con này nó cũng là L, cũng là XL nhá. Cũng là XL nhưng mà cũng có gì nhỉ? Co giãn L85. Con này cũng là size XL. Co giãn L85 mang vừa cho em con này. Hàng mới chị nhá. Hàng nhung trên sàn là hàng mới cho em. Rồi con này hơi dài này, con này chị nào mét 6. Tầm mét 6 nhá, mét 55 đến mét 6 là mặc là xinh nha chị này. Con này nó hơi dài một tí xíu. Lạ 60k. Lạ 60 của ai? Bà Giàng. Lạ 60 chị Bà Giàng. Chị Bà Giàng ơi, lên lại cho em cái số với. Có chị lần nào cũng vậy, nó không đủ đơn em toàn xả không à. Đây con này. Đây chị Bà Giàng lên lại số cho em này. Khổ ghê luôn, chốt đủ đơn cho em nhá. Lần nào em cũng xả hết rồi chị. Rồi chị nào lên mã 75. 75 cho em chị nào mà eo tới. Con này đâu cao lắm đâu chị, vừa phải mà. Có 2 đến 3 phân mét vừa phải, đâu có cao lắm đâu chị. Nói chung là cổ vừa phải cho em nhé. Không cao một tí nào. Nếu mà cổ cao là chị mặc lên đây mới là cổ cao này. Còn cái này là vừa phải, không cao nhé chị nhé. Rồi chị nào lấy 75, chất 75 cho em. Mã 75 cho em 240 nhé. Mã 75 cho em 240.000. Chị nào mà eo tới 80, co giãn L85 quay đầu. Cổ này không có cao chị ơi, nó vừa phải. Nó vừa phải cho em, không thể cao một tí nào. Mặc vừa phải chị nhá. Con này em có xem nào. Đây màu xanh hoa vàng đây. Con này lấy mã 15 cho em, cũng 240, em có size L. Em có con size L và con size 2X này. L và 2X nhá. Size L và size 2X cho em. Nền xanh hoa vàng cho em. Em có size M. Em có size M, size L và em có một con M này, một con L này và hai con size L, 2X nhá. Rồi mã 15 cho em này. Mã 15 mình có một M, một L và một hai con là size X. Rồi lấy 15 chút 15 cho em, 15. Các chị sẽ ăn gian được 1 đến 2, ăn gian được 1 đến 2 size cho em nhá. Nó có độ co giãn cho em.
ba lên số đúng không? Em chào chị Dung Dung, nó bị ẩn chị ơi, trên live không nhìn thấy các chị đâu. Ở trên live không thấy chị này, nó bị ẩn không nhìn thấy. Rồi các chị ơi, caro cho em. Một con caro hàng lợi nhá, co giãn eo 85. Ai chị nhỉ? Con này chị nào size to eo tới 100 luôn. Con này co giãn eo 100 mang vừa nhá, lấy caro chất caro, caro cho em 50k này. Caro cho em 50. Giá bao nhiêu em ơi? Chị Thủy Lưu á, chị ơi, cái hàng nhung chân sò này là có 200 ngàn cũng có này. 240 và 250 nhá, nó có ba giá cho em. Bốn cái con ngoài cùng này. Bốn cái con ngoài cùng này là hàng 200. Còn mấy cái con trong này là hàng 240 đến 250 cho em nhé. Chị mặc size gì chị thì đi không? Hàng đó là hàng mới, không phải hàng xì. Rồi caro cho em 50. Chị nào mà eo tới 100 mang vừa nhá, con này size hơi to này, lấy caro chất caro. Caro cho em 50k, chị nào mà eo tới 100 cho em con đó size hơi to cho em nhé, lấy caro chất caro cho em. Ủa cái này kia này em lên cho ta, này em lên con này được mà. Đấy chị ơi, đầm dây nữa này. Con này cũng là hàng nhung nhá, nhưng mà con này nó hàng xi. Rồi SML quay đầu chị này. Rồi con này chị nào 55kg mang vừa cho em. SML mang vừa, 55kg mang vừa này. SML mang vừa, 55kg mang vừa cho em. Caro đó, 50. Đây chị Yến Lê. Rồi con này chị nào lấy mã 12 nhá, lấy 12 chất 12. 12 cho em, chị nào 55kg cho em, chị nào size L này. 55kg mang vừa cho em, chị nào size L mang vừa, lấy caro, ai chị nhỉ, lấy 12 chất 12. 12 cho em 70 ngàn thôi. Mã 12 70 nhá, chị nào mà eo tới nhá. Eo tới 76 cho em size L. Eo 76 chị nào size L mang vừa. Caro hết rồi chị Nhị Lê ơi. Caro hết rồi, chị kia lấy rồi. Hết caro rồi các chị ơi. Đó chị này, con này hơi xuông nhẹ một tí xíu. Con này các chị size SM thì nó sẽ thành hàng xuông. Còn các chị size L thì nó sẽ thành phòng ôm cho em nhé. Một con đỏ trơn cho em. Bà giờ đang còn hai cái đủ chưa còn không? Không. Cái của chị, tại vì cứ mỗi một like chị chọn có một cái nhà. Nó không đủ đơn em toàn xả thôi. Lâu lâu mới thấy chị vô. Thà như like này chị không đủ đơn đến của chị. Thà như là chiều nay em like chị không đủ đơn, tối chị vào thì em còn gom đơn chị đây, chị lâu lắc cả tuần 10 ngày chị mới vô thì làm sao mà em giữ lại được. Rồi SML quay đầu con này cho em nhá, lấy mã đỏ cho em 40k này, đỏ cho em 40, lấy đỏ chất đỏ cho em 40 ngàn. SML mặc được con này cho em nhá, SML mang vừa. Hết rồi chị ơi, hết rồi. Sao? Chị lo sợ. Rồi con này chị nào sẽ SM quay đầu này. Sẽ SM thôi nhá, hàng lỗ. Chị xem 16 đồng ra. Sẽ SM, chị nào mà sẽ SM quay đầu chị lấy mà 06. 06 cho em 50 nhá. Nhung dáng ra chị mặc size gì chị ơi? Nhung dáng ra chị mặc size gì? À chị Bà Đàm à? Không. Em cứ lấy áo dài nhung cho chị là được. Nhưng mà em đâu có địa chỉ của chị đâu. Em đâu có địa chỉ của chị đâu chị ơi. Nhung dáng dài chị thích màu này không? Màu tím này. Nó là dạng màu tím mật nhá. Đây chị nào thích đơn giản thì lấy con này cho em. Con này em có size L. À, em có một con XL này. Và một con 2X cho em nhé. Một con là eo trên 80 là mặc độ. Và một con 90, eo 90 trên 90 mang vừa. Tại vì cái hàng này hàng co giãn cho em. Rồi con này chỉ lấy mã 17. Mã 17 cho em nhé. Size to hoặc size nhỏ này. Mã 17 size to hoặc size nhỏ thì em lấy 17 chất 17 đi. Mẹ em eo 85. Hả? Để cho mẹ. Hả? Nguyễn Thị Thế Thanh. Nguyễn Thị Thế Thanh eo 85 hả? Đây chị ơi, con XL đây. À con này size 2X đây. Con này size 2X nhá. Eo của nó eo 85, co giãn là chân 90. Tại vì nó là có độ co giãn cho em. Rồi mã 17 cho em này. Size lớn hoặc size nhỏ cho em nhá. Mã 17 cho em 200 ngàn thôi. 17 cho em 200k. Em
có một con size L và một con là size S cho em. Rồi con xanh này cũng vậy này. Xanh này cho em nhá, em cũng có một con là size XL này. Và một con size S cho em. Rồi lấy xanh rất xanh cho em nhá. Màu xanh và mã 17 vừa sau em mặc ấy là có 200.000 một chiếc thôi. Rồi đấy chị ơi, lấy xanh rất xanh. Con xanh này cho em một con là chị nào L80 đến L85 mang của, nó có độ co giãn. Và có một con là chị nào từ L80 đến L90-92 mang của, nó có độ co giãn cho em nhá. Rồi lấy 17 chất 17, lấy xanh chất xanh cho em 200k một chiếc. Lấy xanh chất xanh, lấy 17 chất 17 cho em nhá. Hàng này hàng co giãn. Hàng này co giãn cho em nhá. Hàng nhung là nhung mới chị ơi, không phải hàng si cho em. Rồi lấy 17 chất 17, lấy xanh chất xanh cho em. L85 đây chị, con này cũng vậy này. Con này cũng là L85 nhá, co giãn L90 mang của. Rồi lấy mã 53. Lấy 53 chất 53 cho em. Hàng nhung này nó có độ co giãn cho em nhá. Mã 53 cho em 250. Mã 53 250 cho em nhá. Rồi con này chị nào size L. Con này size L như XL chị mặc đồ nhá. Co giãn cho em. Rồi lấy mã 270. Lấy 270 chất 270 cho em. 270 cho em là 250 này. 270 cho em 250.000. Mua thuật này mà. Vậy á. Ok chị này. Có dáng dài tay lỡ size 60kg không em? 60kg á, 60kg chị mặc size gì? Đây chị ơi, mấy con chân xào đây, toàn size to không? Em vừa dơ lên đó. Em vừa lên một loạt đó chị. Rồi con này hàng lụa nhá. Kính cho chị một cái nữa. Lấy thêm chị một cái nữa. Chị lấy mấy con chân xào đi. Rồi mai em đi đơn luôn cho chị. Bà giảm. Ủa chị bà chán. Lấy luôn con lửa đi rồi mai em đi đơn cho chị luôn. Dây. À chị thích dây hả? Thích đầm dây hả? Nếu mà thích đầm dây thì em lấy đầm dây cho đến xem kiếm em kiếm. Rồi con này L80-82. L80-82 nhá. Mã 80-L80 mang của 40k này. 40k mà 80-L80 quay đầu. Chị thích đầm dây hả? Đầm dây mà size lớn. Ok chị luôn. Đầm dây size to. Em có đầm dây size to nhá chị nhá. Trời em tưởng chị hàng ấy chứ còn hàng dây thì em vẫn còn. Em chưa hết đâu. Chị lấy size to đúng không? Đây chị. Này áo dây nhung đen cho chị. Hả? Áo dây nhung đen. Cái nhung đen á, cái nhung đen vừa xong em mặc nó chỉ là size L thôi, L76 thôi. Mã 80 cho chị Yến Lê, con đó 40. Đây chị ơi. Cái này bên trên nó là vải lụa nhá, bên dưới nó là vải nhung cho em. Rồi con này chị em chị nào mà eo tới á. Eo tới 88. Con này L88 quay đầu đây chị ơi, đầm nhung dây đây. Mã 266. Mã 266 cho em nhá, 80k mà 266 này. Bên trên này nó hàng lụa, còn bên dưới nó đầm nhung cho em. Rồi lên mã 266, 266 cho em 80. Đầm nhung ơi chị ơi, màu này cưng lắm. Cái dây này các chị nọ hả? Cái này nó có độ co giãn. À cái này nó có dây tăng đo. Cái con đen vào xong em mặc á, con đen vào xong mặc là size nhỏ mà. Em thấy chị lấy con kia size to, con này size nhỏ mà chị. Này 55kg quay đầu thôi, size L thôi. Lấy mã 12. Mã 12 cho em nhá, 55kg mang của SML quay đầu thôi chị này. Tại vì em thấy chị chốt con kia size to mà con này là size nhỏ thì con này không thể nào chị mặc được con này được. Rồi lấy 12 chất 12. 12 trên 70. 12 70k. Chị nào size nhỏ nhỏ thôi, size SM thôi, SML thôi chị ơi. Con đó chỉ có SML mang vừa thôi nhá. SML mang vừa con đó thôi chị. Đây, kinh size còn một chiếc này chị này.
Em còn một con này kiên san ở đây. Chị size to để xem lên. Lấy chị con đuôi cá ấy, nó là size gì đây? Đấy là chị con đó luôn kìa. Mấy con đó hả? Chị lấy mã 12 đúng không? Không có được. Con màu á, trên người anh ấy. Rồi ok chị, con nó 80. Mình lấy cho chị con nhung đen nữa. Rồi con này chỉ là size L thôi, S L thôi, E76. Chị thích màu đen. Chị tìm thêm cho chị một con nhung đen. Chị ơi màu này được không? Hàng đuôi cá cho em. Đen. Chị em đang hỏi xem cái này có lấy không thì lấy cho chị thì thôi. Đây chị ơi con này size to cho em này. Con này cũng co giãn nhá. Rồi đây chị ơi size to, size của chị đây. Chị lấy con này không? Đuôi cá cho em, đuôi cá 70. Đuôi cá cho em 70.000, cái này cũng có dây tăng đôi nhá. À, các chị thích dài thích ngắn gì thì chỉnh cái phần dây này cho em. Rồi đuôi cá cho em 70.000, con này cũng là. Con này mặc là hàng nhỏ, size L thôi chị ơi, S, M, L thôi. Còn con này chị vừa này, hàng đuôi cá này chị vừa này. Lấy đuôi cá cho em, đuôi cá 70 nhá. Đuôi cá 70, còn con em đang mặc là các chị 55 kỳ quay đầu thôi, size L thôi. Kim sa cho em. Kim sa cũng 70 và đuôi cá cũng 70.000 cho em nhá. Kim sa cũng 70 mà đuôi cá cũng 70. Kim sa 70, đuôi cá cũng 70 cho em. Con này size nhỏ này, con này cũng đầm dây. Nhưng mà nó là bản to. Con này bên trong bị dơ nhá, về giặt giùm em đấy chị này. Rồi con này chỉ là size nhỏ thôi, các chị sẽ SM thôi này. SML vừa nhá. Con này có SML mang vừa cho em. Con này bản nó cũng là dây nhưng mà bản to. Chị bảo vậy. Rồi ok chị luôn. 70. Ok chị con đen kênh xa cho chị này. Rồi chị được 3 cái rồi đó. Rồi con này có SML cho em nhá. Chị lại mà 09. 09 cho em 70k mà 09 này. 09 cho em 70. SML quay đầu. Em có con dây này dễ thương này chị này. Em có con dây này cực kỳ dễ thương luôn. Con này các chị size LXL mang vừa đây. Chị Bà Đàm ơi lấy con này nữa không chị Bà Đàm. Em mặc cho chị coi con này. Con này có dây kéo nhá. Nhưng em mặc chui cho nó nhanh cho rồi. Con này có SML mang vừa này. Con này có nhún đằng trước. Rồi con này chị lấy mã 43. Lấy 43 chất 43 nhá. 43 xinh. Đấy chị ơi, cái dây này các chị mà cảm thấy hơi dài ấy, thì về may bớt lại cho em. Rồi SML, MLXL cũng vừa luôn này. Dễ thương lắm luôn. Rồi lấy mạng 43 cho em 80. Mạng 43 cho em nhé, 80k này. Dễ thương lắm luôn. Em mặc áo bên trong nên các chị sẽ không nhìn thấy được cái form. Rồi các chị sẽ S, M, cái này một cái nhỏ nhất. SML, đầu vừa, co giãn cho em nhé. Lấy 43 chất 43. Mạ 43 cho em 80 ngàn này. Mạ 43 cho em 80. Size S, size M, size L, XL vừa. Co giãn cho em nhé. Lấy 43 chất 43 cho em 43 cho em 80. Bỏ lại một cái nhỏ nhất rồi gọi cho chị. Hả? Bỏ một cái nhỏ nhất rồi gọi cho chị. Bỏ một cái nhỏ nhất đó. Mà bỏ ra hả? Không sai nó qua còn nhiều quá. Lấy chị một con xanh rêu này các chị này. Rồi xanh rêu này cho em size to đây. 60 đến 62 kg mặc được.
60 đến 62 kỳ nhá, chị nào lấy xanh chốt xanh. Lấy xanh chốt xanh cho em 60 đến 62 kỳ quay đầu, xanh cho em 60 ngàn. Má xanh cho em 60, 60 đến 62 kỳ cho em có định là size to này. Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh cho em nhá, mã xanh cho em 60k. Chị nào mà 60 đến 62 kỳ quay đầu con này chị nào size to cho em này. Rồi lấy xanh chốt xanh cho em 60 ngàn. Xanh cho em 60 màu xanh rêu cho em nhá. 60 đến 62 kỳ chị nào size to cho em chị. Rồi lấy xanh chất xanh cho em. Ok, gói hai cái. Lên nào trên xào chị mặc size gì á chị ơi? Chị Trịnh Hồng Vân Trịnh. Mặc áo size gì chị thích? Chị thích sườn xám nhung hay là thích đầm nhung anh à, nhỉ? À, gì nhỉ? Em nói em quên rồi. Thích sườn xám nhung hay là hàng lụa hay là hàng gấm? Mà chị mặc size gì em xem có không nào. Rồi chị ơi con tím này cho em. Cái này bé chị cột nơ nhá. Size XL hả? Chị thích ưng đầm nhung á. Nếu mà XL giờ chỉ có đầm nhung thôi. XL giờ chỉ có hàng nhung thôi nhá chị nhá. Em chào chị Ni. Thế như là XL giờ em chỉ có con nhung thôi chị ơi. Rồi con này sẽ SM chị nào lấy mã tím này. Mạ tím nhá, tím trên chị nào sẽ SM thôi. 50 52 kỳ cái đỏ SM mặc được con này chứ, lấy tím chốt tím. Mạ tím trên 40 ngàn này. Tím 40 nhá. Size XL, XL để em xem cái con em xem sườn xám lụa trong còn con này không các bạn. Đây chị ơi, nếu mà hàng lụa thì còn con này cho em này. Nếu mà hàng lụa thì còn con này nhá, XL L80 đây. XL L80 mang vừa, lụa hai lớp dáng dài. Lụa hai lớp dáng dài cho em chị nào XL L80 đây. Rồi chị nào lấy mã 114. Lấy 114 chốt 114 nhá. Mã 114 cho em 150. Rồi lấy mã 114. 114 cho em 8 a nhỉ? 114 150. Chị nào mà XL L80 đi chị này. XL L80 nhá, lấy 114 trước 114. 114 cho em 150 XL L80 đây chị ơi. Nếu mà hàng hàng lụa thì chỉ còn con này thôi. Rồi con này là size L, XL chị mặc đồ này. Hàng nhung các chị sẽ ăn gian được 1 đến 2 size nhá. Nào có độ co giãn cho em. Rồi đây chị ơi, thích màu đỏ hay màu tím hay là màu gì? Rồi đây chị ơi, size của chị đây, XL L80 đây. Con này nó size L, nhưng mà co giãn L80 mang vừa. Hàng này hàng co giãn nhá, hàng mới. Nhung mà nhung mới cho em. Rồi chị là mã 97. Lấy 97 chấp 97 nhá, 97 trên 250 này. Mã 97 trên 250 ngàn. Các chị LXL mang vừa. LXL mặc độ co giãn cho em. Con này nhá, đếm đo cho chị này. Con này nó là size L. Size L là L76. Size L là L76 nhá. Co giãn là L80, 82 luôn chị. Co giãn L82 quay đầu cho em. Co giãn L82 nhá. Nó là size L L76, nhưng mà co giãn là L82 mang vừa. Lấy thì lên số cho em nhé chị nhớ. Chị Ngọc Ngữ. Chị không vừa hả? Chị Ngọc Ngữ em lấy con này không? Hai hàng co giãn. Rồi con này mã 51 này.
Mã 51 nha, em có size M, size M, size L và size 2X cho em. Chị nào lấy 51 chốt 51 cho em này. Mã nó em có 3 size. Chị eo 84 á. Chị eo 80 á. Ủa chị chọn chị Hồng Vân Trịnh. Vậy con đó vừa mà sao lại không vừa? Con đó eo 76, co giãn thì eo tới 85, eo 84, 85 lận mà. Co giãn cho em. Ủa chị Ngọc Nữ eo 84 cũng vừa mà. Ủa hai chị, hai chị nào cũng vừa hết. Tại vì cái hàng nhung á, nó có độ co giãn, nó không phải như là những cái hàng lụa kia. Hàng lụa nó sẽ không có co giãn như những cái hàng này nó co giãn này. Rồi các em có 3 size nhé. Các chị size M thì size L cũng có thể mặc được. Còn các chị size L, XL cũng mặc được cho em. Còn các chị mà size 2X này là chị eo 90, 92 cũng mặc được. Nó có độ co giãn cho em chị nhé. Ăn gian được 1 đến 2 size cho em. Rồi chị nói mã 51 cho em kèm size này. 51 em có size M, size L và size 2X cho em nhé. Lấy 51 chốt 51. Nền xanh hoa vàng cho em, cực kỳ xinh luôn. Lấy 51 chốt 51 cho em. Mã 51 cho em có 3 size thôi. Còn là các chị muốn lấy chuẩn cái size của mình thì đây. Nếu mà không thích mà co giãn ra. Đây con này eo 80 đây chị. Con này eo 80 sẽ XL đây. XL eo 80 mang hộ cho em con này. Co giãn là eo 85. Co giãn là eo 85 luôn nhá chị nhá. Đây chị ơi. Con này hàng nhung nhưng mà nó là hàng nhung mới, không phải hàng xi cho em. Rồi con này chị là mã 32, lấy 32 chất 32 nhá. Lấy 32 chất 32 cho em. Mã 32 chị nào eo tới nhá. Eo tới 80, co giãn là eo 85 quay đầu. Có màu nào, có màu nào nhu lấy mình một cái. Có cái 65 tí cao 1m6. Chị mà thích màu hơi tối một tí hả? Thích màu tối một tí hả? Rồi em lên con này xem có chị có ưng nhá. Nếu mà ưng màu tối một tí xíu mà 60kg, 60kg cho em. Chị nào size XL này. XL eo tới 80. Đây chị ơi. Nếu mà thích màu tối hơn lấy con này cho em. Màu này là một này. Rồi em có hai chiếc nha chị nhá. 60-65kg cho em. 1m60 thì lấy hàng này cho em chị này. Co giãn thoải mái luôn. Các chị thích mặc co giãn, mấy con co giãn mà cái nó thoải mái chị. Đây chị nào thích màu tối thì đây. Màu này tối nhưng mà tối sang. Đây chị ơi, con này size 2X cho em. Con này size 2X nhá. Xinh lắm luôn này các chị này. Rồi chị lấy mã 302. Mã 302 cho em 240 nhá. 302 cho em 240.000. Chị nào mà size con này là size gì rồi? Size XL, eo 80. Con này eo 80 này, co giãn eo 85 quay đầu. Eo 80 co giãn đến eo 85 nhá. 60-62kg vừa. Rồi đây chị ơi, con này chị là size 2X cho em. Eo 85 nhá, co giãn đến 90 luôn. Mã 3, mã 52, mã 53, lấy 53 chấp 53. Mã 53 cho em nhá. Lấy 53 chấp 53, mã 53 cho em là 250 chị. Bóp có mấy con đó chị, em lên hết rồi đó. Chị nào ưng con nào thì lên ra con đó cho em. Lấy 53 chất 53 cho em. Có mấy size luôn. Rồi con này đỏ trơn này các chị này. Một con đỏ trơn nhất, con này phong ôm body. Sẽ SM thôi, đỏ trên 30. Đỏ trên 30k chị nào sẽ SM mang vụ. Lấy đỏ chất đỏ nhá. Hàng mới chị ơi, hàng này hàng mới nhá. Từ con này đi ra là hàng mới cho em, không phải hàng xi. Từ con này đi ra là hàng mới này, không phải hàng xi đâu chị ơi. Từ trong này đi vô là hàng mới, hàng xi cho em. Rồi con này cho em chị nó lấy mã đỏ, đỏ cho em size SM thôi, size nhỏ nhỏ. Con này có ôm body cho em nhá. Con này là hàng ôm body SM quay đầu, đỏ cho em 30. Đỏ 30 SM mặc được, có độ co giãn cho em. Nó bị ẩn các chị ơi, ẩn quá đi thôi. Mã đỏ, đỏ trên 30.000. Đỏ 30 sẽ SM quay đầu, chị nào size nhỏ nhỏ thôi.
co giãn nhá. Đi đâu à? Hả? Làm gì à? Rồi con này chị em chị là eo 72 đến 74 mặc đủ. Con là eo 72 74 nhá, 52 đến 53 kiếm mang vừa. Eo 72 74 sẽ xem mờ chị lấy mã 75. Lấy 75 chắc 75 trên 75 trên 30 này. 75 trên 30 nhá. Chị nào lấy 75 chắc 75, mã 75 trên 30, chị nào sẽ SM thôi. Eo 72 74 quay đầu. Eo 72 74 sẽ SM mang được con đỏ cho em. Size SM quay đầu. Đợi em một xíu nha các chị ơi. Rồi con lỡ chị nào size nhỏ nhỏ thôi, SM quay đầu. Eo 78 dáng lửng tay cọc. Eo 78 dáng lửng tay cọc á. Không có chị ơi. Eo 78 dáng lửng tay cọc không có. Dáng dài đó chị. Chị cao lắm không chị ơi? Chị cao lắm không chị? Cho em cái chiều cao ấy. Còn em biết chị cao bao nhiêu và em biết là dáng lửng hay dáng dài. Rồi con ơi chị nào xanh là eo 76 này. Size L eo 76 nhá, chị nào size L mang vừa, chị nào lấy caro chất caro cho em, caro cho em 40. Caro cho em 40k eo 76 cho em, chị nào size L lấy caro chất caro cho em nhá. Caro cho em 40k eo 76 cho em size L này. Nó bị ẩn không thấy đâu á chị ơi. Nó bị ẩn không thấy. Ta 1m50 hả? 1m50 thì dáng dài rồi chị ơi, không có dáng lửng rồi. Không có hàng lửng mà chị ơi. Caro cho chị Ni này. Caro cho chị Ni này. Vậy thì không có đâu chị ơi. Rồi em lấy chị con xanh này. Xanh này có hàng mút bên hông nhá. Chị nào lấy xanh chất xanh. Lấy xanh chất xanh cho em. Xanh cho em 40k mà xanh này. Xanh 40 cho em size SM mặc được thôi các chị. Size SM thôi nhá. Eo 72 74 cái đầu. SM mang vừa lấy xanh chất xanh cho em xanh 40. Eo 72 74 cho em size SM mang vừa. Chị nào lấy xanh chất xanh cho em xanh 40k. Mã xanh cho em 40 size SM mang vừa. Chị nào lấy xanh chất xanh xanh 40.000. Mã xanh cho em 40.000 nhá, size SM thôi, eo 72 74 quay đầu. Eo 72 74 lấy xanh chốt xanh, xanh cho em 40. Đó chị này all body cho em. Con này hàng của Yếm nhá. Một con Yếm cho em, Yếm chị nào size SM. Yếm cho em size SM quay đầu, chị nào là Yếm chốt Yếm, Yếm cho em 30. Yếm 30k chị nào size SM thôi. Lấy Yếm chốt Yếm nhá. Chị Trần Hương cho chị xem dáng dài tay lỡ. Dáng dài tay lỡ. Chị ơi mẹ con này chị ưng không? Nhưng mà nó lại là size to á chị. Size to không mà chị ơi. Mẹ con này size M đây. Cái này là hàng mới chị nhá, không phải hàng si đâu. Cái này là hàng mới chứ không phải là hàng si. Con này size M này. M là mặc đường nhá, co giãn cho em. Yếm là xanh là ngắn lắm ấy chị Trần Hương ơi. Yếm là ngắn lắm đấy nhá. Rồi con này chị nào size M, size L mặc đường.
Này hàng mới chị nhá, không phải hàng C đâu chị này. Rồi con này cho em chị là lấy mã 270. 270 trên 240 nhá. 270 trên 240.000. Chị nào size M, size L mặc được con này cho em. Rồi con này size L cho em này chị này. Con này M gì nhỉ? Con này cho em chị nào size L nhá, L76 quay đầu cho em. Con này chị là mã 97. Lấy 97 chốt 97, 97 trên 250 này. Mã 97 trên 250k chị nào mà. Con này size L L76. Size L L76 quay đầu nhá. Lấy 97 chốt 97, 97 trên 250. Ở đây chị là size L L76 cho em. Hàng mới không phải hàng siêu, chị ơi đẹp lắm. Trời ơi con này xinh lắm, các chị không ưng, các chị ưng con gì đi chứ. Rồi lấy 97 chất 97. Mã 97 cho em 250, chị nào mà size L L76 cho em. Size L L76 nhá, lấy 97 chất 97, 97 cho em 250.000. Rồi con này mã 51 này. Mã 51 em có size M. Em có M, có L và size AX cho em nhé. M, L và size AX cho em, chị nào lấy mã 51 cho em kèm size này. Lấy 51 chấp 51 nhé, 51 kèm size cho em. Lấy xanh hoa vàng cho em này. Lấy 51 chấp 51, mã 51 cho em kèm size. Em có size M, size L và size AX cho em. Em có hai con size to nhé, và một con M, một con L cho em. Và có một M, một L. Lấy chỉ con vàng này size nhỏ. Vàng cho em nó hàng lụa nhé. Và hàng lụa chị nào size nhỏ thôi, eo 66 quay đầu. Lấy mã vàng cho em 30k này. Vàng cho em 30 nhé, eo 66 thôi chị ơi. Con vàng này hơi nhỏ. Chị nào lấy vàng chất vàng, vàng cho em 30. Chị nào size eo 66 thôi nhé. Con này size hơi nhỏ cho em, lấy vàng chất vàng, vàng 30k. Lụa cho em 2 lớp. Lụa 2 lớp nhá, chị nào lấy vàng chất vàng, vàng cho em 30. Chị tay phồng chị không thích hả? Không thích tay phồng hả chị? Không thích tay phồng. Rồi đây chị ơi, lụa nữa này, em chào chị Nguyễn Thảo. Rồi con này hàng ngắn. Lụa 2 lớp cho em hàng ngắn nhá. Size S, size M thôi. Size S, size M quay đầu, chị nào lấy lụa chất lụa cho em này. Lụa cho em size SM mặc được, eo 72, bến 74 mặc được con này cho em nhé. Size SM quay đầu, lấy lụa chất lụa cho em, lụa cho em 40 ngàn thôi. Lụa 40k, size SM mang vừa, lấy lụa chất lụa, lụa cho em 40 nhé. Lụa cho em 40k, chị nào size SM, eo 70, 72, eo 72, 74 chứ. Con này chị nào size M lớn. Eo 72, 74 quay đầu, lấy lụa chất lụa. Cái này em nói chị để cái này các chị mặc thành áo cũng được. Mặc thành áo khoác cũng được nhá. Đấy chị phối cái chân váy cho em. Rồi các chị size M, size L này. Về phối với chân váy cho em, chân váy to. Con này cực kỳ xinh luôn. Rồi chị nói mã trắng nhá. Trắng cho em 50 này. Trắng cho em 50k. Chị nào size L L76. M là mặc được con này cho em. Lấy trắng chất trắng. Trắng cho em 50k. Trắng cho em 50. Các chị size M, size L là mặc được con này cho em này. Thôi các chị làm thành áo khoác cũng được. Làm thành khoác cũng được cho em con này nhé. Lấy trắng chốt trắng, trắng 50. Mã trắng cho em 50 ngàn, các chị size M. Size M, size L được vừa. Lấy chị con đỏ này. Đỏ này chị nào size lớn. Trắng cho chị Ni này. Rồi chị nào 65kg quay đầu cho em con này, lấy mã đỏ nhé. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ chị nào 65kg quay đầu. 65kg mang vừa, mã đỏ cho em 40.
Hàng này co giãn cho em, chị nào ưng hàng co giãn thì lấy con này cho em nhé, lấy đỏ chiếc đỏ cho em, đỏ xem 40 ngàn. Mã đỏ 40, chị nào mà 60 65 kịp quay đầu cho em, con đó chị nào size hơi to. Đỏ cho em 40. Rồi con này chị nào size nhỏ nhá, nó theo size S, size M thôi, eo 70 72. SM quay đầu. Rồi chị nào lấy xanh chất xanh. Mã xanh cho em 15.000. Xanh 15k size S, size M quay đầu nhá, lấy xanh chất xanh, xanh cho em 15.000. Mã xanh 15k chị nào size S, size M quay đầu này. Lấy xanh chất xanh, xanh size S, size M thôi. 15.000 nhá. Rồi một con caro, một con sọc. Trời ơi, sọc này xinh quá. Lấy chỉ một con sọc vàng lỡ này các chị này. Size M nhá. Rồi chị nào lấy sọc chốt sọc cho em. Sọc cho em hàng lỡ. Sọc cho em 70 ngàn. E72 cho em size M này. Lấy sọc chốt sọc nhá. Sọc cho em 70 ngàn này. Sọc 70 cho em có hàng lúc bên hông cho em mua này các chị này. E70 72 quay đầu. Chị nào lấy sọc chốt sọc, sọc cho em 70. Sọc cho em 70k E72 cho em các chị size M. Con này dáng dài cho em. Rồi lấy sọc cho sọc, sọc cho em 70 ngàn các chị. Sọc 70 thôi nhá. E72 cho em size M. Rồi caro này chị nào size lớn. Con XL E80 82 nữa chị này. E82 82 đến 84 đúng không chị ơi? Lấy caro chất caro cho em. Lấy caro chất caro cho em nhé. Màu kỳ xinh luôn này. Chị nào size to E80 82 quay đầu. Rồi caro cho em 40 ngàn thôi các chị. Caro cho em 40 thôi nhá. Chị nào lấy caro chất caro cho em. Caro cho em 40k. Eo của nó là eo tới 82 đến 84 cho em. Con này chị nào size hơi to. Lấy caro chất caro cho em. Caro cho chị Yến Lê này. Con này eo 82, 84 nhé chị. Rồi con này nó là phong đầm nhá. Con này nó là phong đầm cho em SML quay đầu. SML mặc độ nó là xuông xuông. Chỉ được 3 đơn phải không em? Rồi ok chị Yến Lê. Hình như là vậy chị ơi, hình như của chị được 3 chiếc ạ. Rồi con này SML mang được nó là hàng phong xuông nhá. Đến mạng đen cho em 40k này. Đen 40 SML mang vừa, 55 triệu mang vừa cho em con này. Lấy đen chất đen nhá, đen 40 ngàn này. Mạ đen cho em 40, chị nào mà size S, size M, size L đều vừa. SML mang vừa cho em con đỏ nhá, lấy đen chất đen, đen cho em 40. Nó là dạng à, cái gì nào? Nó là phong đầm á, nó xuông xuông bên dưới cho em. Rồi con này vải lụa cho em, size S, size M thôi. Một con lụa cho em nhá, size S, size M mang vừa, họa tiết hoa đào cho em chị này. Rồi con này trả lời mạ 650. 650 trên 40 ngàn thôi. Lấy 650 chất 650 nhé. 650 trên 40k. 650 trên 40 E72 cho em size M. E72 chị nào size M mang vừa. Lấy 650 chất 650. 650 trên 40. Mã 650 trên 40k. Chị nó là hàng phong xuông à. Chị nào mà tới nhé. À 650 là sẽ size M. 650 là size S, size M thôi. Em lấy chỉ con trắng trơn này. Chị nào thích hợp màu thì lấy con này cho em. Nó dạng như là cách tân luôn các chị này. Nó dạng như cách tân cho em nhé. Size to. Em đo xem con này nó size bao nhiêu này. Con này chị nào size lớn. Chị nào lấy to, chất to cho em. Mà to cho em nhé. Trời ơi chị ơi, con này hàng cách tân, hàng xuông xuông. Con này chị nào eo tới gần 100 lận. Eo gần 100 cho em nhé. Phom đầm cho em size lớn. Rồi lấy mã to cho em 40 ngàn thôi. To cho em 40. To 40 nhé. Chị nào 60, 65 kỷ quay đầu. Lấy to chất to cho em. To cho em 40 ngàn. To cho em 40, chị nào 60, 65 kỷ mặc vừa. Con đó nó dạng hơi xuông xuông nhẹ.
nó dạng như phong xuông cho em ạ. Rồi một con đuôi cá màu tím này, một con đuôi cá tím cho em nhé. Chị nào lấy đuôi cá, chất đuôi cá. Đuôi cá cho em 40.000. Em chào chị Văn Vĩnh Vinh này. Có Nhung không em? Vinh ai chị nhỉ? Cái gì nhỉ? Nhung á chị. Nhung bây giờ em còn có ít hàng à. Hàng hôm nay lấy khó lắm chị ơi. Chị Ánh Tuyết, chị Ánh Tuyết. Chị Ánh Tuyết ơi, lấy con đó lên số cho em nhé chị nhá. Lấy to lên số cho em chị. Rồi con này em 72 cho em size M. Em còn ít hàng em xả nốt với chị ơi, chị còn Nhung bây giờ. Không thì chỉ có Nhung hàng mới chị này. Hàng mới thì chị lấy về bán nó hơi cao chị. Hàng mới nó sẽ hơi bị cao luôn. Rồi con này eo 72 cho em size M nhá. Lấy đuôi cá cho em 40. Đuôi cá cho em 40k eo 72. Chị là size M. Chị Anh Tuyết mà không phải thì em để cho chị lưu luyến nhá. Ok chị Anh Tuyết này. Ai dù Anh Tuyết có đơn cho ta. Anh Tuyết chưa có đơn nè. Chị Lan Phạm dáng đầm màu đỏ á, dáng đầm màu đỏ chị mặc size gì ấy, chị Lan Phạm ơi, chị mặc size gì vậy? Đây là hàng đuôi cá này các chị này, này theo nhá, này là theo cho em chị này, như con này chỉ là size nhỏ thôi, lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ cho em 40 thôi các chị này, đỏ cho em 40k thôi nhá, đỏ là chị là size nhỏ, size SM thôi. Eo 70 72 SM quay đầu cho con này. Mã đỏ cho em 40. Cái này theo chị nhá. Cái này theo cho em, rồi lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ cho em 40k. Eo 70 72 cho em, chị nào sẽ SM quay đầu. Size L chị vừa. Rồi ok chị Ánh Tuyết này. Rồi con này cho em, chị nào sẽ SM nhá. Eo 70 72 quay đầu, mã đỏ cho em 40. Con đầm size L nhỉ. Con đần xoay lờ. Con đần xoay lờ thì hơi hiếm đấy chị ơi. Dạng như hạng săn xuông hoặc là dạng xuông xuông hoặc là ấy thì may ra còn đấy chị ơi. Đây con này dáng dài cho em. Chị nó sẽ SM. Một con đỏ dài nhá. SM mặc đủ, lấy đỏ chất đỏ cho em này. Mã đỏ cho em 50 thôi các chị. Đỏ 50k thôi nhá. Con này hàng gấm. Con này hàng lụa gấm. Hàng lụa gấm cho em sẽ SM, lấy đỏ dài cho em. Lấy đỏ dài chất đỏ dài, đỏ dài cho em 50. Đỏ dài 50k. Sẽ SM quay đầu. Chị mấy con như con trắng á. Chị thích mặc hàng xuông xuông như vậy hả? Thích mặc xuông xuông như vậy hả chị? Xuông xuông size to. Để em xem còn không chị ơi. Rồi chị nào cũng sẽ SM luôn này. Con này hàng lửng. Hàng ngắn cho em nhá. SM quay đầu, chị lấy mã 31. Lấy 319 cho em nhá. Lấy 319 chất 319. 319 cho em 40.000 này. 319 cho em 40. Sẽ SM thôi. Lấy 319 chất 319 cho em. Đỏ tay dài trên xào. Đỏ tay dài trên xào hả chị? Đỏ này chị đỏ trơn á. Cái này là dạng như là màu tím á. Nó không hẳn là, cái đó không phải màu đỏ. Nó gọi là màu tím gì ta. Con đó size to chị Sáng ơi. Này hàng mới 200 đây chị. Em có một con 2. Em có một con size XL nhá. Và một con 2X cho em. Mã 17 cho em 200k này. Lấy 17 chất 17 nhá. 17 cho em 200 nghìn. Nó là kiểu như là tím nắp cẩm đó chị này.
Rồi lấy 17 chất 17. 17 cho em cần size nhé. 17 cho em size lớn hoặc size nhỏ. 17 cho em size lớn hoặc size nhỏ cho em. Em có một con là L80 là L85 các chị mặc đủ. Còn các chị là con 2X nhé, thì là L85-90 mang vừa. Nó có độ co giãn cho em. Hàng đó hàng co giãn nhé. Gấm đỏ á, gấm đỏ chị không vừa đâu. Gấm đỏ size nhỏ lắm chị. Con đó sẽ SM thôi. Alo. Alo. Ờ gì đấy. Không 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 không. Đỏ hàng gấm là chị không vừa đâu. Đỏ hàng gấm là size nhỏ lắm chị. Size S thôi. Size S, size M thôi chị ơi. Em tưởng chị hỏi cái hàng này. 2XL này. L80 nhé. L80 là L80 cũng mang vừa. Nó có độ co giãn cho em. L80 trên 80 mang vừa. Hàng đó là hàng co giãn. Còn cách chân kia chị không vừa đâu. Size nhỏ lắm. Rồi con đen này đuôi cá chị này. Một con đen đuôi cá cho em chị nào size to nhá. Lấy đuôi cá cho đuôi cá. Đuôi cá chị nào L88. L88 mang vừa nhá. Hàng sắt nách cho em đuôi cá cho em chị này. Nó dạng như phong đầm cho em ạ. Rồi lấy đuôi cá cho đuôi cá. Đuôi cá cho em 40 chị nào L88 quay đầu. Chị nào size to. Lấy đuôi cá cho đuôi cá. Đuôi cá cho em 40.000. Đuôi cá cho em 40 nhá. Chị nào size to L88 mang vừa. Lấy đuôi cá cho đuôi cá. Đuôi cá cho em 40.000. Chị nào L88 mang vừa. Con đó chị nào size hay to. Rồi con này form ôm này. Một con đen ôm body nhá. Chị nào sẽ SM thôi. Con này cũng có độ co giãn cho em. SM mang vừa. Con này hàng lỡ. Rồi con này dễ thương lắm luôn. Rồi sẽ SM quay đầu. Chị nào lấy mã 520. Lấy 520 chốt 520. 520 trên 40.000 thôi. 520 trên 40 thôi nhá. Chị nào sẽ SM mang vừa. Lấy 520 chốt 520. Đâu sao là. Rồi chị ơi. Hàng nhưng mà hàng mới chị ơi, không phải hàng si đâu. Hàng mới nó sẽ hơi bị cao một tí. Nói chung là từ đây ra này. Từ đây ra là hàng mới nhá. Từ con đỏ này chị ơi. Từ con đỏ này đi ra là hàng mới hết chị, không phải hàng si đâu chị. Nhung á chị ơi, nhung sần xám. Cái hàng tròn thì nó rẻ hơn một xíu này. Hàng tròn này cho em nhá. Hàng tròn này là hai con xanh và hai con màu tím nhất phẩm này. Là em có size XL và size 2X cho em nhé. Rồi con này là mã 17 cho em, 200 ngàn mã 17 này. 17, 200 và cái con xanh này cũng vậy. Xanh em cũng có size XL và size 2X cho em. Hàng này là hàng 200 nhé chị nhé. Còn mấy cái con trong này 240, 250 cũng có. 240, 250 cũng có cho em nhé chị nhé. Chị xem xanh đen á. Xanh đen nào, xanh đen này à chị. Con này à chị ơi. Size to đúng không? Chị là size to đúng không? Rồi con này size 2X cho em đây chị ơi. L85. To giãn chân L85 cho em nhé. Này là hàng mới chị nhé. Không phải hàng C đâu. Đây chị ơi, con này cho em chị nào L85. To giãn này L90 luôn. Hàng nhung cho em chị nhá. Rồi chị lấy mã 53, lấy 53 chất 53 này. Lấy 53 chất 53 cho em, mã 53 cho em là 250. L84-85, đây chị ơi, lấy con này đi. Lấy 53 chất 53. 53 L84-85 đây, co giãn này L90 mang của. Chị L85 chị lấy 2X cho em. Lấy 2X nhá. Lấy 53 chất 53. Mã 53 cho em đây. Chị nào L85 co giãn được L90 cái đầu. Con này L80 co giãn được L85. Sẽ XL nhá. L80 co giãn được L85 quay đầu. Lấy mã 302. 302 là 240 cho em này.
302 là 240 nhá. Lấy 302 chất 302. Lấy 53 cho chị này. Ok chị lấy 53. Rồi chị ơi, đuôi cá cho em. Một con đuôi cá màu hồng nhá. Một con đuôi cá màu hồng cho em này. Chị nào lấy đuôi cá chứ đuôi cá. Lấy đuôi cá chứ đuôi cá cho em. Đuôi cá cho em chị nào size nha. Size màu lớn thôi, E74 thôi các chị này. Con là E74 quay đầu nhá. Đuôi cá cho em 40. Đuôi cá cho em 40k E74 cho em các chị size màu. Đuôi cá cho em 40 ngàn này. Em có cái con áo này nó đủ size luôn các chị này. Em phải có 17-20 cái luôn. Có chị nào ôm hết không các chị? Có chị nào ôm hết cái loại áo này không các chị ơi? Em có đủ size nhá. Em có size S, size M, size L, XL, 3X luôn. Rồi mà áo. Lấy áo chất áo cho em nhá. Áo cho em 40 ngàn này. Áo cho em 40k em có đủ size luôn nhá. Áo cho em kèm size, áo cho em 40. Em có size S, size M, size L, XL và 3X luôn nhá. Rồi lấy mã áo. Áo cho em cần size áo cho 3, áo cho 40 thôi. Rồi con hồng này cho em 40k luôn này. Hồng 40 nhá, chị nào size M lớn. L74. Con này L74 thôi, chị nào size M thôi. Size M lớn cho em. Nó gắn là size L nhưng mà L74 thôi các chị. L74 thôi nhá. Size M lớn chị ơi. L74 cho em size mở lớn. Em có con này nó chất liệu vải da lộn này. Một con đầm da lộn cho em nhé. Chị nào size nhỏ thôi, size S, size M thôi. Con này là vải da lộn cho em. Chị nào size nhỏ nhỏ cho em size S, size M quay đầu. SM mặc được nhé. Các chị lấy cho bé cũng được, con này dễ thương lắm luôn này. Rồi lấy 23 chất 23. Mã 23 cho em 50k mã 23 nhé. 23 cho em 50. 23 trên 50k chị là SM mang vừa. Con này chất liệu là vải da lộn kia. Rồi lấy 23 chất 23. Mã 23 cho em là SM size nhỏ. Rồi lấy chị con hoa. Chị nào lấy hoa chất hoa. Mã hoa cho em 30 ngàn. Hoa cho em 30 nhé. L74 chị là size M lớn. Hoa cho em 30k L74 chị là size M lớn này. Lấy hoa chất hoa. Hoa cho em 30 nghìn. Hoa 30 L74 cho em size M. Các chị ơi lên vài con em xuống like nhé. Hẹn các chị buổi tối nhé. Lên vài con em xuống like này. Hẹn các chị buổi tối với chị ơi. Rồi là con này cho em họa tiết voi chị này. Họa tiết voi cho em nhé. Size S, size M cho em hàng lỡ. Một con voi cho em size S, size M cho em hàng là hàng lỡ đó chị này. Lấy voi chất voi cho em. Voi cho em 50. Voi 50 nhé. Chị nào size S, size M mặc đồ. Lấy voi chất voi. Mã voi cho em 50k, chị nào sẽ SM thôi. Size nhỏ nhỏ cho em. Này là hàng lụa nhá, con voi này là vải lụa cho em. Một con voi hàng lụa cho em size SM thôi các chị. Size SM thôi, size nhỏ nhỏ. Rồi con này là đầm nhung nữa chị này. Bên dưới là xếp ly nhá. Một con đầm nhung cho em, bên dưới là xếp ly cho em. Bên trên là cổ hơi cao một tí xíu. Nói chung là 1-2 phân cho em, mặc rất là thoải mái. Rồi con này cho em các chị size M này. Size M, size L. Nói chung là con này các chị từ L70 đến L90 cũng vừa luôn nhá. To giãn. Là từ size S, size M, size L, XL gì là vừa hết cho em con này. Con này là free size nhá. Con này free size cho em. Rồi con này chỉ lấy mã 61.
lấy 61 chất 61 nhá. 61 em có size ăn nhỉ? Con này các chị S, M, L, X, L kể cả 2X, Y cũng mặc được con này cho em. Lấy 61 chất 61, em chào chị Vân Hồ. 61 cho em 80 ngàn này. 61 cho em 80 nhá, lấy 61 chất 61. 61 cho em 80. 61 cho em 80k em có. Cái con đó là các chị ạ. Từ CS đến cái gì rồi? Đến 2X mặc được con đó cho em nhá. Rồi mấy bạn xem hả? Lớp chị vào xem thì em lại chuẩn bị em xuống like chị ơi. Rồi con chấm bi này cho em này. Bi này cho em nhá, SML 55kg quay đầu cho em con này. Bi này cái dây này về các chị chỉnh lại cho em nhá, nó bị tua tua này. Đằng sau cột dây cho em SML quay đầu, lấy bi chất bi cho em, bi cho em 50. Bi 50k nhá, SML mang vừa, chị nào lấy bi chất bi. Bi cho em 50 ngàn thôi, SML mặc được con này cho em. Lấy bi chất bi, bi cho em 50, SML mang vừa. Các chị 55kg được mang vừa cho em. Lấy bi chất bi cho em nhé, bi cho em 50. Bi cho em 50 nghìn, chị nào sẽ M quay đầu. SM mang vừa thôi, size nhỏ nhỏ thôi các chị nhé. Em cũng sắp đến giờ số like rồi. Chị nào không đủ đơn thì tối vô lượng thêm nhé. Rồi cái con chim này cho em này. Chim này cũng sẽ SM. Chị nào lấy chim chất chim. Mã chim cho em 40 nhá. Chim cho em 40k thì nó sẽ xem vào quay đầu. Lấy chim chút chim, chim 40 thôi. Chim cho em là xanh nhỏ. Chim xanh nhỏ lấy chị con xanh này, mấy giờ. Rồi lên con này em xuống nhé chị ơi, tối em lên. Rồi con này xanh là E76. Xanh là E76 chị nó lấy xanh chút xanh. Xanh cho em 30k thôi. Xanh 30 E76 chị nó xanh lò. Lấy xanh chất xanh nhé, xanh 30. Rồi mã xanh trên 30.000, E76 cho em chị nào size L mang vừa. Chị nào lấy xanh chất xanh. Xanh trên 30.000 thôi, E76, size L nhé. Ủa sao con chim nó nhiều ta? Con chim em còn mấy con luôn á chị này. Chim em còn mấy con luôn, có chị nào mặc cặp không? Chim có 3-4 chiếc luôn này các chị này. Chim có 3-4 chiếc luôn nhá. Chim là các chị size M. Một con size S. Một con size S và một con, hai con size M nhá. Một con size S và hai con size M cho em. Chị nào lấy chim chút chim. Mã chim, mã chim. Chim cho em 40 ngàn thôi. Ủa các chị này. Phong đầm cho em dễ thương cho. Phong đầm cho em cực kỳ dễ thương nhé, con này hoa nhí. Rồi chị nào lấy hoa nhí, chắc hoa nhí cho em. Hoa nhí cho em 50 thôi. Hoa nhí cho em 50 nhé. SM mang vừa. Sẽ SM quay đầu, lấy hoa nhí chắc hoa nhí. Hoa nhí cho em 40 ngàn. Anh em có? Dạ. Cháu chuẩn bị đi rồi. Lên đâu? Ủa Trang ở đâu? À, rồi ok. Hoa nhí cho chị Đỗ Hiền này. Rồi các chị ơi, em xuống ra nhá. Tối em lại lên nha các chị. Một cái quạt mà tắt luôn không ạ? Rồi em chào tất cả các chị này, hẹn các chị buổi tối đi. Đến giờ đi đón con rồi.